Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay một chiếc máy bay của Nga hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là hãng bay duy nhất của Nga hiện tại có đường bay thường lệ chở khách tới sân bay quốc tế Nội Bài. Và hãng bay này cũng mới mở đường bay tới sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trên này là máy bay của hãng Iaero và nó bay từ sân bay Ikuska, một thành phố ở miền đông nam của nước Nga, tới sân bay Nội Bài ở thủ đô Hà Nội. Hãng hàng không Iaero này khai thác đường bay tới Nội Bài và Cam Ranh bằng loại máy bay rất bé là Sukhoi Superjet 195-MA. Loại máy bay này chỉ có sức chứa tối đa khoảng 90 hành khách. Hãng Iaero là hãng hàng không đầu tiên của Nga mở lại đường bay tới Việt Nam sau một thời gian dài gián đoạn. Hãng này đã mở lại đường bay chở khách thường lệ từ Irkutsk tới Nội Bài khoảng 8 tháng trước đây. Và đến nay thì hãng hàng không quốc gia của Nga Aeroflot cũng đã mở lại đường bay tới sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên Aeroflot vẫn chưa mở lại đường bay tới Nội Bài. Đây là pha cánh của chiếc Sukhoi Superjet 195-MA mình quay từ camera góc rộng. Bên dưới chiếc máy bay là cánh đồng ở gần sân bay quốc tế Nội Bài đã được những người nông dân cấy xong. Và đây là lúc chiếc Sukhoi Superjet 100 của Iaero tiến ra đường băng cất cánh. Kể từ khi hãng hàng không này mở lại đường bay chở khách thường lệ tới Nội Bài, đây là lần đầu tiên mình quay trọn vẹn cả pha hạ cánh và cất cánh của nó. Chiếc Sukhoi Superjet 195-MA này còn nhỏ hơn dòng Embraer 190 mà hãng hàng không Bamboo Airways đang sử dụng. Chiều dài của chiếc này ngắn hơn dòng E190 tới hơn 6 mét. Chiếc Sukhoi Superjet 100 này là máy bay thương mại chở khách hiếm hoi được sản xuất bởi người Nga kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã. Tuy nhiên động cơ của nó là sản phẩm của liên doanh Powerjet, một liên doanh 50-50 giữa Nga và Pháp. Còn hệ thống điện tử hàng không của nó cũng chủ yếu nhập từ phương Tây. Người Nga chủ yếu sản xuất khung thân máy bay. Hiện tại do ảnh hưởng của các lệnh cấm vận, liên doanh Powerjet đã không còn cung cấp mới động cơ và các dịch vụ liên quan đến động cơ của dòng Sukhoi Superjet 100 này. Để đối phó lại trong hoàn cảnh nước Nga ngày càng thiếu máy bay chở khách, thì vào năm 2022, Sukhoi đã công bố một phiên bản nội địa hóa có tên là SJ-100, sử dụng khung thân và hệ thống điện tử hàng không của Nga, và nó sẽ sử dụng động cơ nội địa Avias PD-8. Thay cho các động cơ SA-146 của Powerjet. Tuy nhiên chương trình SJ-100 đang gặp chậm trễ do liên quan tới độ hoàn thiện của động cơ PD-8 và không rõ có ra mắt sản phẩm hoàn thiện trong năm nay hay không. Các chiếc máy bay mà hãng Iaero đang sử dụng để bay tới Nội Bài và Cam Ranh này vẫn là Sukhoi Superjet 100 hay có tên mã là SSJ-100. Máy bay sử dụng hai động cơ SAM-146 của liên minh Powerjet. Như chiếc máy bay này đã có tuổi đời khoảng 7 năm tuổi. Có thể thấy tên của dòng máy bay là SSJ-100 được sơn ở phần mũi của chiếc máy bay này. Một điều mình thấy khá lạ là mặc dù hai động cơ chính đã khởi động hoàn toàn, nhưng các phi công của chiếc máy bay này vẫn chưa tắt động cơ phụ trợ, hay còn gọi là APU, được gắn ở phần đuôi của máy bay. Với các chiếc máy bay khác thì mình thấy khi máy bay bắt đầu chạy taxi, các phi công sẽ tắt APU. Bởi lúc này hai động cơ chính sẽ đảm nhận nhiệm vụ cung cấp điện cho chiếc máy bay. Các bạn hãy để ý phần sau đuôi của chiếc máy bay có luồng nhiệt tỏa ra từ luồng xả của APU. Bây giờ thì đã tới lượt chiếc Sukhoi Superjet 100 tiến vào đường băng cất cánh 11R.
Đây là lần đầu tiên mình quay một chiếc Sukhoi Superjet 100 ở góc này. Khi chiếc máy bay tiến ra đường băng cất cánh, chúng ta có thể quan sát cận cảnh chiếc máy bay này ở khoảng cách gần nhất. Và bây giờ xe Alpha chạy đà cất cánh của chiếc Sukhoi Superjet 100 ở sân bay quốc tế Nội Bài. Vậy là cho đến khi cất cánh, chiếc máy bay này vẫn đang bật APU. Bạn nào biết rõ hơn về kỹ thuật của điều này, xin comment ý kiến ở bên dưới cho mọi người được biết thêm nhé. Chiếc Sukhoi Superjet 195LA đã rời khỏi mặt đường băng sân bay quốc tế Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.